chấn động, Bộ Công an ra lệnh khởi tố bắt khẩn nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Trinh sát đã phơi bày ra chuyện tay trời và ông Trùng đứng sau chống lưng lâu này. Thưa quý vị, chấn động khi mà Bộ Công an đã ra lệnh cho bắt tạm giam đối với siêu mẫu Ngọc Trinh, người được công chúng lâu nay tôn sùng với hai từ nữ hoàng. Ngoài khối gia tài siêu khủng lồ và lùng sùng tình trường đến các tỷ phú, đặc biệt phải còn nói đến là Hoàng Kiều, thì Ngọc Trinh còn nổi hơn chuyện làm ăn núp bóng. Đánh bóng tên tuổi thông qua thế lực ngầm, vỏ quýt xe có móng tay nhọn, Nữ hoàng ngáo quyền, tưởng được thế lực lớn ở sau chống lưng nên coi thường pháp luật rồi còn tự đắc khoe lên mạng xã hội như một lời thách thức với cơ quan chức năng. Tới nay, công an đã cho bắt khẩn cấp với siêu mẫu Ngọc Trinh. Không còn chỉ chuyện Ngọc Trinh lái mô tô phân khối lớn khi cho có băng lái, hàng loạt bí mật khủng khiếp cũng đã được phơi bày. Khối gia tài phải tính lên con số nghìn tỷ cũng bị phạch trần. Cùng làm rõ ngày sau đây. Ngày 19 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và bắt tạm giam bị can Trần Thị Ngọc Trinh, 37 tuổi, ngụ quận 7, về tội gây dối trật tự công cộng. Các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Vụ việc sẽ không có gì đáng bàn và gây tranh cãi kịch liệt nếu như phía Ngọc Trinh không tự mình flexing những hình ảnh chẳng khác gì là tương thuật lại hành trình học lái mô tô và những màn biểu diễn mạo hiểm ở trên đường phố của mình qua mạng xã hội. Khoảng một tháng trở lại đây, chân dài nội y này đã phù đầy trên các trang mạng xã hội như TikTok, Instagram, Facebook với những hình ảnh video, quá trình lái mô tô ngầu đét chất chơi của mình. Người hâm mộ Ngọc Trinh phải nhiều lần hú hét một cách phấn khích khi chiêm ngưỡng hình ảnh cô gái vóc dáng nuột nà, thả giá trên xe phân khối lớn một cách điêu nghệ, thân thái ngút ngàn. Thường xuyên chia sẻ quá trình học lái mô tô và những màn biểu diễn khiến dân tình lắc mắt với màn tạo dáng như nằm, đứng buông hai tay, ngồi vắt vẻ một bên, trên con xe hầm hố. Nhưng phải đến khi chân dài gặp sự cố và phải ngồi xe lăn thì người hâm mộ mới biết hóa ra Ngọc Trinh mới chỉ đang học lái chứ chẳng phải tay chơi được cấp giấy phép. Dù biết, có chơi, có chịu nhưng chính cô nàng tự nhận. Nhưng ở một vị trí những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng thì hành động theo sở thích đầy sự ngẫu hứng của Ngọc Trinh trở thành một tấm gương không tốt về việc coi thường pháp luật, lối sống tác động tiêu cực đến giới trẻ. Phải nói thêm đây không phải lần đầu tiên Ngọc Trinh vướng ồn ào tiêu cực từ phát ngôn, hồn nhiên, ăn mặc hở hàng, tạo dáng phản cảm, dùng hàng hiệu pha kê đều gây bất bình. Nhiều ý kiến cho rằng chân dài nội y đã hết thời và cố tình cầu kéo sự quan tâm bất chấp hậu quả khiến công chúng mắc mệt. Như đã thông tin trên theo nhà chức trách, Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông bị khởi tố liên quan đến vụ tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, năm quy gối trên yên e xe, cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Trước đó ngày 8 tháng 10, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh nếu người mẫu Ngọc Trinh lái mô tô trong khu vực hầm Thủ Thiêm. Người này thực hiện động tác nguy hiểm như ngồi hai chân sang một bên, thậm chí sang cả hai tay khi chạy xe tốc độ cao. Nhiều người sau đó đã để lại bình luận trái chiều khi cho rằng hành động của Ngọc Trinh có thể khiến nhiều người học hỏi, làm theo dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Sau khi mạng xã hội đăng tải, cơ quan chức năng phường Thủ Thiêm và đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thủ Đức đã vào cuộc xác minh. Công an thành phố Thủ Đức sau đó phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính đối với Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông về hàng loạt lỗi vi phạm và tạm giữ hai mô tô. Có thể nói Ngọc Trinh là một cái tên hot với làng giải trí, bởi cứ lẽ cách thời gian ngắn, nữ hoàng nội y lại trở lại và trở thành một tâm điểm khiến cho dân tình bàn tán xuân sau. Từ những bộ ảnh nóng mắt với áo váy hở hàng táo bạo cùng với phà tạo dáng khó đỡ để những câu chuyện đời tư khiến cho cõi mạng xôn xao. Hiện tại Ngọc Trinh đang sống trong biệt thự rộng gần 800 m2, tọa lạc quận 9 thành phố Hồ Chí Minh cờ người được thiết kế sang trọng với màu trắng chủ đạo, tính cả thiết kế lại lắp ráp với những nội thất rất là đắt. Biệt thự có tổng giá trị khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Bên trong được trang trí với nội thất cao cấp xa hoa, lộng lẫy với đầy đủ các không gian sinh hoạt như phòng khách, phòng ngủ, bếp, Biệt thự lấy tông màu chính là màu trắng với nhiều cửa sổ kính trong suốt, có thể nhìn ra bên ngoài bể bơi và sân vườn. Ngọc Trinh cũng không ngại chi tiền để sắm xế hộp, thuận tiện cho việc di chuyển. Xế hộp khiến mỹ nhân sinh năm 1989 được nhắc tới nhiều nhất, đó chính là chiếc John Roy, hơn 30 tỷ. Không những vậy, chiếc xe còn được thiết kế theo gam màu hồng đúng sở thích của Ngọc Trinh. Ngoài ra nhắc đến Ngọc Trinh là không thể nhắc tới đồ hiệu. Người đẹp trà vinh sở hữu căn phòng đồ toàn túi sách, dây dép, quần áo, phụ kiện đến từ các thương hiệu xa xỉ trên thế giới như là Chanel, Dior. Mỗi món ở đây có giá trị từ vài triệu tới vài tỷ đồng. Mới đây trên trang cá nhân, Ngọc Trinh khiến dân tình choáng váng khi tiết lộ sở hữu một bất động sản hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể, mỹ nhân sinh năm 1989 tiết lộ cô đang sở hữu đất resort tại phường Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận. Nhưng vì là không muốn xây dựng nữa nên quyết định chuyển nhượng. Như vậy, chỉ với phép tính đơn giản lấy số tiền 50 triệu trên một mét vuông nhân với diện tích 4.500 mét vuông, ta có thể định giá bất động sản Ngọc Trinh đang sở hữu có thể lên tới 225 tỷ đồng. Con số này khiến cho cư dân mạng chỉ biết há hốc miệng để cảm thán và bày tỏ sự choáng ngợp về độ giàu. Nóng phát hiện chi tiết lạ vụ phân khúc trên sông Hồng, nạn nhân nợ hung thủ 50 triệu chưa trả, công an khẳng định rất thân, tổng trọng ứa lệ, phán án tử, cả nước không một luật sư bảo chữa. Thưa quý vị, vụ án xuống tay ghê giận của hung thủ đối với Á Khôi Việt Nam có diễn biến mới khi phía công an thông tin phát hiện thêm một chi tiết lạ. Trong lời khai của hung thủ, theo đó trong quá trình vận chuyển thùng xốp có sự giúp sức của người tài xế xe công nghệ, đồng thời cũng hỗ trợ đưa thi hài nạn nhân ra sông Hồng. Lời khai lạnh tanh đến giận người, hung thủ bình tĩnh kể lại từng chi tiết vụ án khiến tổng trọng cũng đấm lệ, phán án tử tại chỗ. Thậm chí cả nước không một luật sư nào đứng ra bào chữa. Đã thế, mới đây hung thủ còn khai nạn nhân vay nợ 50 triệu nhưng đòi vẫn chưa thấy trả mới dẫn đến cớ sự này. Còn phía gia đình nạn nhân quyết định hòa tán rồi đưa em lên chùa, đám tang diễn ra trong sự đau xót và tiếng khóc xé lòng của người mẹ đến nay phía gia đình hung thủ vẫn chưa thấy động tính gì đối với vong linh của nạn nhân xấu số tiếng kèn hoa hòa cùng tiếng mưa khiến cả một vùng quê u ám đến tận cùng cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây qua đấu tranh tạ duy khanh khai nhận hành vi tiễn cô gái rồi phi tang trên sông hồng công an thành phố hà nội thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án tiễn người gây rúng động dư luận xảy ra tại xã bát tràn huyện gia lâm theo công an thành phố hà nội nạn nhân là chị H.I.N. sinh năm 2006 ở phường ngọc hà quận ba đình theo lời khai của nghi phạm Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, ngày 10 tháng 10, anh hẹn chị N đến nhà. Khi vào trong phòng khách, Khanh và chị N xảy ra mâu thuẫn nên Khanh đã một phát ra tay nhanh gọn khiến cô gái trầu trời. Sau khi nạn nhân qua đời, Khanh thực hiện hành vi tiếp theo rồi cho vào thùng xốp trắng, dùng băng dính dán kín lại. Sau đó Khanh gọi taxi do anh T điều khiển, chở Khanh mang theo thùng xốp đi đến miếu bản, thôn Giang Cao, xã Bát Tràn, huyện Gia Lâm. Khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông Hồng, khu vực miếu bản, Khanh bảo anh T dừng xe và nhờ anh T bê giúp thùng xốp xuống xe để thùng xốp tại bậc lên xuống. Khi tài xế rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp xuống sông Hồng để phi tàng. Sau khi phi tàng xong, Khanh liên hệ với T quay lại đón Khanh về chung cư. Về đến chung cư, Khanh lấy xe máy Honda Air Black đi đến cầu Thanh Trì, bước hai chiếc điện thoại của chị N xuống sông Hồng, giấu túi sách, dép của chị N ở nhà trọ xã Bát Tràng, Gia Lâm. Đến chiều ngày 12 tháng 10, do lo sợ thi hài nạn nhân bị phát hiện, Khánh đến chợ mua 125.000 đồng tiền xi măng mang đến khu vực giấu thi hài nạn nhân với mục đích phủ xi măng lên phía trên. Tuy nhiên, do khu vực giấu thi hài đông người qua lại nên Khánh mang xi măng về nhà. Một số phần thi hài nạn nhân đã bị người dân sau đó đã phát hiện và trình báo cơ quan công an. Ngay sau khi nhận được thông tin người dân trình báo, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng ủy, Ban giám đốc công an thành phố Hà Nội, phòng cảnh sát hình sự và công an huyện Gia Lâm cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ gây án. Chỉ ít giờ điều tra, phòng cảnh sát hình sự đã xác định được hiện trường chính của vụ án là căn hộ của Khanh trong khu trung cư Ocean Park, huyện Gia Lâm và khẩn trương truy bắt hung thủ. Khi biết được thông tin, cơ quan công an đã phát hiện thi hài của chị N. Khanh đi đến bến xe Giáp Bát, đi xe khách bỏ trốn về Thái Bình. Đến khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 10, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Hà Nội phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Thái Bình, công an huyện Gia Lâm phát hiện bắt giữ Tạ Duy Khanh khi anh đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Quá trình vây bắt, Khanh đã có hành động chống cự và ý định theo ông bà nhưng bị các lực lượng chức năng khống chế, ngăn chặn. Đồng thời, công an đã đưa đối tượng đến bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu. Hiện Khanh tỉnh táo và khai nhận hành vi phạm tội. Tại hội nghị thông tin báo chí về kết quả điều tra ban đầu vụ án tiến người gây rúng động dư luận xảy ra tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, công an thành phố Hà Nội thông tin về mối quan hệ giữa Tạ Duy Khanh và nạn nhân. Theo thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, phó giám đốc công an thành phố Hà Nội, Tạ Duy Khanh và chị HIN, sinh năm 2006, quận Ba Đình, Hà Nội, quen biết nhau từ đầu năm 2023 chia sẻ với báo chí về mối quan hệ giữa nạn nhân và Tạ Duy Khanh, thiếu tướng Tùng nhấn mạnh khẳng định là quan hệ rất thân. Trước khi ra tay với nạn nhân, Tạ Duy Thanh và chị N đi ăn chung với nhau. Theo lời khai của Khanh, anh ta cho nạn nhân vay 50 triệu đồng nhưng nhiều lần đòi nhưng chưa được trả. Về thân nhân hung thủ, lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết Khanh không vướng vào hàng cấm hay bài bạc, đối tượng làm nghề mạ đồng cùng bố mẹ và vợ ở Bát Tràng. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh về tội tiến người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự.